Xin chào các bạn ha. Thì hôm trước mình có giới thiệu một cái video á, làm thế nào để chúng ta có thể xử lý những cái video bị người khác re-up lên YouTube ha. Thì trong cái video này á, mình có giới thiệu một cái công cụ là công cụ quét bản quyền. Các bạn thấy không? Thì cái công cụ quét bản quyền này á, thì YouTube hiện nay đã cho rất nhiều kênh sở hữu nó. Thì như hôm trước mình đã giới thiệu đó, khi mà các bạn sử dụng công cụ này thì các bạn có thể truy ra những cái video re-up và chúng ta có thể gửi thông báo cho họ, hoặc là các bạn có thể lên lịch để xóa một cái video nào đó vi phạm. Ví dụ như chúng ta có thể cho họ 7 ngày để họ có thể xóa video đi. Thì trong trường hợp đó, đó thì nếu mà họ xóa trong 7 ngày ha, thì nó sẽ không có bị đánh gãy bản quyền. Còn nếu mà sau 7 ngày mà cái người re-up đó người ta vẫn để nguyên thì họ sẽ bị một gãy bản quyền và xóa video ha. Nói chung là công cụ này rất là mạnh để chúng ta có thể truy vết những cái video re-up một cách tự động ha. Thì nếu như kênh của bạn nào đó mà chưa có sở hữu công cụ này thì cái video này á mình sẽ giới thiệu các bạn ha, cách để chúng ta có thể sở hữu nó. Thì cái video này mình sẽ hướng dẫn các bạn từng bước để chúng ta có thể sở hữu cái công cụ này. Cái link này mình sẽ để trong mô tả của video ha. Các bạn có thể kích vào để các bạn truy cập được đến đây. Thì ở đây nó cũng nói rất là rõ. Trong trường hợp mà các bạn chưa có cái công cụ đó đó, thì các bạn có thể yêu cầu nó ha, để YouTube có thể cấp cho các bạn một cái công cụ quét bản quyền. Thì ở đây chúng ta có thể đọc những cái phần này ha. Họ nói là những cái phần có đánh dấu sao đó là bắt buộc. Thì ở đây á, YouTube nó nói rất là rõ nè. Chúng tôi sẽ liên lạc qua email để thông báo cho bạn biết về công cụ quản lý bản quyền phù hợp nhất với nhu cầu của bạn hiện nay. Đồng thời chúng tôi sẽ cung cấp thông tin hướng dẫn ha, để các bạn có thể sử dụng nó. Một trong những yếu tố mà chúng tôi xem xét là số lượng yêu cầu gỡ bỏ hoàn chỉnh và hợp lệ trước đây bạn gửi cho YouTube. Tức là trước đây chúng ta có thể report hay là gì đó thì họ sẽ xem xét coi chúng ta làm có đúng hay không. Ở đây thì chúng ta hiểu đó là YouTube sẽ tránh những cái người mà lạm dụng công cụ của họ ha, để report những cái kênh khác. Cho nên nếu mà kênh chúng ta mà nó thực hiện tốt report video mà re-up của mình á mà đúng á, thì YouTube họ sẽ cung cấp công cụ này. Còn nếu mà chúng ta trước đây report một số cái video mà chúng ta là cái người sai thì YouTube sẽ không có cung cấp ha. Thì các bạn phải lưu ý vấn đề này cho mình. Và ở đây nó cũng có một cái lưu ý các bạn phải làm theo nè. Chúng tôi sẽ chỉ đánh giá kênh có liên kết với một địa chỉ mail mà bạn dùng để đăng nhập. Việc điền vào biểu mẫu này nhiều lần sẽ không đẩy nhanh quá trình xem xét các thông tin mà bạn đã gửi. Thì ở đây nó nói ha, tức là chúng ta phải sử dụng một cái mail còn sử dụng được. Và các bạn lưu ý là chúng ta không có điền nhiều lần, hay các bạn điền một lần thôi. Chứ các bạn đừng có ngày nào cũng vô điền cái thông tin trong cái form này ha, thì sẽ không có nhanh hơn được. Rồi ở đây ví dụ chúng ta sẽ điền tên pháp lý đầy đủ nè. Ví dụ mình tên Nguyễn Văn Tèo thì mình sẽ điền Nguyễn Văn Tèo chỗ này. Rồi, ở đây cái email liên hệ ha, các bạn có thể nhập một cái địa chỉ mail. Ví dụ mình nhập là kênh kiến thức.net a@gmail.com. Cái phần điện thoại thì các bạn phải điền vào ha. Quốc gia hoặc là vùng thì các bạn điền thành phố Hồ Chí Minh. Ở phía dưới thì chúng ta sẽ chọn những cái thông tin đúng với cái nhu cầu của mình. Ví dụ như tôi là chủ sở hữu bản quyền nè, thì các bạn tích vô đây. Còn hoặc là bạn là nhà phân phối gì đó thì các bạn có thể kích chỗ này, hoặc là người dùng, hoặc là một đại lý thay mặt chủ sở hữu bản quyền để quản lý các quyền của họ trên YouTube. Thì các bạn thấy những cái ca sĩ đó, thường thường họ vào trong một cái network hoặc là một cái đơn vị quản lý nào đó, thì ở đây chúng ta sẽ chọn cái phần là đại lý thay mặt chủ sở hữu bản quyền. Còn nếu mà dùng cá nhân giống như kênh kiến thức á, thì các bạn chọn cái này. Tiếp theo thì các bạn thấy nó hỏi là bạn thuộc nhóm chủ sở hữu nào, ví dụ như là công ty truyền thông, người sáng tạo cá nhân, đơn vị tổng hợp nội dung, vân vân.
Thì ở đây mình là người sáng tạo cá nhân thì mình sẽ chọn cái này. Tiếp theo là tên chủ sở hữu bản quyền, tên công ty ha, tên người, tên thương hiệu. Thì ở đây mình có thể nhập cái tên của mình ha, phẩy cái rồi tên một cái kênh YouTube mình đang quản lý. Ví dụ ở đây mình sẽ nhập cái tên của mình ha, là Đặng Quang Vinh nè. Rồi phẩy ha, kênh kiến thức chẳng hạn. Tên công ty của bạn là gì, nếu mà khác ở trên, còn nếu không thì các bạn để trống nha. Các bạn lưu ý là những cái mục nào mà có đánh dấu sao như thế này á, là bắt buộc chúng ta phải điền. Còn những cái như thế này á, không có dấu sao thì chúng ta không điền cũng được. Rồi các bạn có thể điền cái địa chỉ của trang web của mình ha, hoặc là của công ty. Không có thì các bạn để trống nha. Còn ở đây ví dụ như mình có trang web thì mình sẽ điền là kênh kiến thức.net chẳng hạn. Rồi nó hỏi chúng ta có tham gia cái chương trình đối tác của YouTube hay không. Thì nếu mà các bạn có tham gia thì các bạn tích vô đây ha. Thì tham gia tức là chúng ta liên kết với tài khoản AdSense á, và chúng ta sẽ kiếm tiền trên YouTube, thì chúng ta sẽ chọn cái này. Tiếp theo thì nó hỏi là trước đây bạn đã yêu cầu gỡ bỏ do vi phạm bản quyền của YouTube hay chưa. Thì nếu mà các bạn có rồi thì các bạn tích vô đây, còn nếu chưa thì các bạn tích ở đây. Ở đây mình tích chỗ này ha. Rồi trong một năm qua bạn đã gửi bao nhiêu lần. Ví dụ như mình gửi 1 tới 10 lần thì các bạn tích vô chỗ này. Rồi lần gần đây nhất bạn gửi yêu cầu vi phạm bản quyền là khi nào. Thì các bạn có thể điền vào đây ha. Ví dụ 1 tháng 2 tháng gì đó. Rồi bạn đã sử dụng địa chỉ email nào ha, chúng ta sẽ điền vào đây. Các bạn sẽ điền những cái địa chỉ email mà các bạn đã sử dụng ha. Cách nhau và dấu phẩy chỗ này. Các bạn có thể để trống cũng được nếu mà chúng ta sử dụng một email. Nó lại hỏi chúng ta là bạn lưu trữ và phân phối nội dung ở đâu. Ví dụ như mình làm YouTube thì mình sẽ tích ở đây. Bạn có thể tích thêm những cái phần khác nếu mà các bạn có nhiều cái nền tảng ha để các bạn phân phối. Rồi bạn đang tìm cách bảo vệ loại nội dung nào. Ví dụ như mình làm nội dung là giáo dục, mình sẽ chọn cái này. Nếu mà bạn làm các cái vlog về giải trí này kia đó thì các bạn sẽ chọn cho phù hợp ha. Những cái bạn làm về game thì có thể chọn trò chơi. Những cái bạn mà làm cover hay là gì đó thì các bạn có thể chọn âm nhạc ha. Vân vân, có rất nhiều phần ở đây. Chúng ta sẽ chọn một cái lĩnh vực mà chúng ta đang làm. Còn nếu như không có cái phần nào trong đây á, thì các bạn có thể chọn cái mục là khác ha, để chúng ta sẽ điền vào. Rồi nội dung của bạn là gì? Ví dụ như các bạn làm về game thì các bạn sẽ chọn cái này. Hoặc là các bạn làm về âm nhạc thì các bạn sẽ chọn cái này. Còn nếu mà những cái mục này mà nó không thể hiện được cái nội dung mà các bạn đang làm á, thì các bạn tích vô đây. Và chúng ta sẽ điền cái nội dung chỗ này. Ví dụ như là về giáo dục chẳng hạn. Các bạn có thể viết một cái đoạn mô tả ở đây. Rồi, vui lòng cung cấp một danh sách bao gồm tiêu đề của những tác phẩm mà bạn đã đăng ký bản quyền và đang tìm cách bảo vệ. Thì ở đây nó nói rất là rõ ha, danh sách này chỉ mang tính đại diện thôi. Không cần phải là một danh sách đầy đủ ha. Chúng ta lấy một số cái tiêu đề trên cái video chúng ta thôi. Chúng ta thả vào đây. Thì tiếp theo thì vấn đề mà bản quyền cấp bách đối với bạn là gì? Ví dụ như là chúng ta sẽ chọn những lý do đây. Ví dụ chúng ta bị người khác lấy video re-up thì chúng ta sẽ không có kiếm được nhiều tiền chẳng hạn. Vân vân, thì các bạn sẽ chọn đúng cái mục tiêu của các bạn ha. Tiếp theo thì YouTube sẽ hỏi chúng ta đã có sử dụng một cái công cụ quản lý bản quyền nào hay chưa. Ví dụ như các bạn có thì các bạn tích vào ha. Còn nếu mà không có thì các bạn báo là không có nội dung nào trong số này. Rồi tiếp theo thì chúng ta phải tích vào cái mục này ha, là tôi tuyên bố những thông tin á, mà tôi điền vào trong biểu mẫu này á, là chính xác. Tiếp theo cái ô cuối cùng là các bạn hãy nhập cái tên đầy đủ của bạn vào trong cái ô bên dưới ha. Ví dụ tên Nguyễn Văn Tèo thì điền Nguyễn Văn Tèo ở đây, Đặng Quang Vinh thì điền ở đây. Sau đó các bạn sẽ kích vào nút gửi. Thì sau khi mà chúng ta điền hết các cái thông tin trong cái biểu mẫu này á, và chúng ta gửi vào YouTube, thì phía YouTube người ta sẽ tiến hành xem xét, kiểm tra xem cái tài khoản của chúng ta đó trước đây đã có report những cái video nào hay không, chúng ta có lập đúng hay không. Thì nếu như mà cái kênh chúng ta đó nó bị nhiều người ta re-up
và chúng ta đã report đúng. Thì trong trường hợp như vậy đó, thì rất là thuận lợi để YouTube sẽ cung cấp cho chúng ta một cái công cụ quét bản quyền ha, để chúng ta có thể truy ra những cái video re-up, để chúng ta có thể thuận lợi hơn trong cái việc phòng chống người khác re-up video của chúng ta. Thì công việc này cũng khá đơn giản ha, các bạn cứ việc điền theo các thông tin ở đây, tất cả đều là tiếng Việt. Thì hiện nay thì mình thấy YouTube họ xử lý rất là nhanh, thì khoảng 1-2 ngày thôi thì chúng ta sẽ có được kết quả. Và khi mà chúng ta có sở hữu được công cụ này ha, thì các bạn có thể rất là dễ dàng trong cái việc quản lý cái nội dung video chúng ta phân phối trên YouTube. Thì cũng cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi cái video này. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình ha, và để lại những cái bình luận, những cái câu hỏi bên dưới video. Mình sẽ cố gắng trả lời hết những câu hỏi, những cái thắc mắc của các bạn ha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.